kéo trụ đạp Bitcoin. Liệu đây có phải là chiêu trò của nhà đầu tư tổ chức khi họ muốn xả hàng ra nhưng lại không muốn làm ảnh hưởng đến chỉ số của thị trường chung hay không đây? Thì xin mời anh chị theo dõi video ngày hôm nay để mà anh chị có thêm những cái góc nhìn để cho ra những cái chiến lược đầu tư trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. Đấy. Em sẽ đi qua một vài cái chỉ số của thị trường chung ngày hôm nay nha anh chị. Thì VN Index hôm nay đóng cửa ở mức chỉ số là 1053, tăng hơn 13 điểm, tương đương là 1,26%. Đấy, thanh khoản tương đối trên 10.000 tỷ, cụ thể là 10.783 tỷ anh chị. Trong đó có 255 mã tăng, 53 mã tham chiếu và 135 mã giảm. Qua rổ VN30 thì chúng ta thấy chỉ số là 1049, tăng 11,26 điểm, tương đương là 1,08%. Thanh khoản rơi vào hơn 3.000 tỷ. Đấy. Trong đó có 26 mã tăng, đấy. Hai mã tham chiếu và hai mã giảm. Anh chị để ý nha, hôm nay các mã cổ phiếu của nhóm VN30 tăng hầu hết là tăng rất là mạnh anh chị. Đấy. Thì chúng ta sẽ đi qua cái những cái cổ phiếu mà ảnh hưởng đến thị trường chung ngày hôm nay nha anh chị. Anh chị thấy cổ phiếu tăng hầu như là lấn át sang hết cả các cổ phiếu giảm cũng như là những cái mã tham chiếu anh chị. Đấy, thì tác động đến VN Index ngày hôm nay không thể kể đến là Vietcombank anh chị, cổ phiếu chủ của thị trường. Đấy, tiếp theo đó là BIDV, đấy, Vinamilk, hầu hết là những mã cổ phiếu chủ anh chị. Đấy, GVR. Đấy, những mã giảm hầu như là không giảm quá nhiều, nhưng khi mà cổ phiếu chủ tăng thì tăng rất là mạnh anh chị. Nó đã giúp chỉ số kéo hơn 10 điểm. Đấy, nó đã giúp chỉ số kéo hơn 13 điểm anh chị. Đấy. Thì hôm nay nước ngoài nó như thế nào anh chị? Đấy, nước ngoài hôm nay cũng đã giảm nhẹ đi cái giá trị mà họ bán ròng rồi anh chị. Đấy, anh chị thấy hai phiên trước đó là hai phiên của tuần sau lễ họ liên tục bán mạnh như vậy. Đấy. Thì hôm nay nước ngoài tập trung mua vào cổ phiếu như là SSI nè anh chị, những cổ phiếu của nhóm ngành thép, HPG, đấy, HDB, Vietcombank của nhóm ngành chủ luôn anh chị. Đó. Thì đấy là sơ qua về một vài chỉ số của thị trường chung ngày hôm nay. Thì bây giờ em sẽ cùng anh chị đi vào bóc tách những cái góc nhìn của em về cái thị trường chung anh chị. Đấy. Thì hôm nay thị trường chung đó, thì hôm nay VN Index đã có một pha tăng điểm rất là mạnh anh chị. Thì đúng như cái nhận định của em trong cái video ngày hôm qua. Đấy, video ngày cuối tuần nhận định về thị trường chung trong phiên giao dịch tuần này. Thì em view về thị trường nó là khá là tích cực anh chị. Đấy. Nó tạo thì hôm nay chỉ số VN Index đấy tạo ra một mẫu hình hai đỉnh, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước anh chị. Anh chị để ý nè, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Đó. Đấy, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước anh chị. Đấy, một đỉnh này. Ồ, đáy chứ, đáy sau cao hơn đáy trước. À, nhầm anh chị. Đấy, đáy sau cao hơn đáy trước. Thì đáy sau là đây, 1030. Đáy trước là 1030. Đáy sau là 1040 anh chị. Đấy, nó cứ tăng đều lên. Thì cái view của em tuần trước tức là thị trường nó sẽ chạm đến 1050, 1055x đó anh chị, 1005x đến 1060 sẽ có sự giằng co là sao anh chị. Đấy. Khi mà tăng đến 1005x đến 1060, chỉ số của thị trường chung sẽ có sự giằng co quanh đây. Bởi vì sao anh chị? Bởi vì trước đó này anh chị để ý những cái vùng như thế này, 1050, 1060 này, thị trường nó giằng co. Đấy, trước khi nó tiếp tục rơi vào cái đà giảm tiếp anh chị. Đó. Thì khi mà nó đi lên nó cũng sẽ có sự giằng co ngay cái vùng này luôn anh chị. Nên là anh chị để ý ha. Thì quay lại cái câu chuyện là kéo trụ đạp mid cap, thì liệu đây có phải là chiêu trò của nhà đầu tư tổ chức hay không? Thì theo em đánh giá, thị trường chung đang khá là tích cực với những cái thông tin vĩ mô hỗ trợ đấy đi vào hầu như là
hầu như là hôm nay các mã cổ phiếu nó không có tăng mạnh, hầu như là chỉ có những mã cổ phiếu chủ nó có tăng về mặt điểm số thôi anh chị. Còn lại thì nó dòng tiền tập trung vào các nhóm ngành như là chứng khoán, bất động sản và khu công nghiệp anh chị. Đấy. Thì video thì nhận định của em vào phiên ngày hôm sau. Đấy, tức là thị trường nó sẽ tiến đến vùng 1050. Đấy, vùng 1050 ít với một tiếp diễn cái đà tăng hiện tại, anh chị. Đấy, thị trường nó sẽ có khả năng tiến đến một vùng 1050 đến 1060. Đấy, chính là khả năng thị trường nó sẽ diễn biến trong phiên ngày hôm sau. Đó. Thì trước đó anh chị để ý nè. Đấy, hầu như chỉ số nó giảm đều nằm dưới cái vùng trung bình 20 phiên anh chị. Khối lượng giao dịch hầu như là nó cứ lèo tèo vậy đó. Nó không có vượt qua nổi. Thì cái phiên hôm nay nó đã cho thấy một cái sự tích cực anh chị. Khi mà khối lượng giao dịch của ngày hôm nay đã hơn 10 tỷ anh chị. Đấy, nó vượt qua khỏi cái vùng cân bằng trung bình 20 phiên trước đó anh chị. Đó. Thì đây là một cái điểm tích cực của thị trường hiện tại, nên là khả năng cao thị trường nó sẽ tiếp tục cái đà tăng trong phiên ngày hôm sau anh chị. Đấy. Thì đó là sơ qua về cái góc nhìn của em về thị trường ngày hôm sau ha. Đấy. Thì hôm nay em sẽ đi qua các nhóm ngành, các cổ phiếu của nhóm ngành như là chứng khoán, bất động sản và khu công nghiệp anh chị. Đấy, những nhóm ngành trước đó mà em đã có view cho anh chị về cái thông tin. Đấy, thì trong nhóm của em, trong nhóm cộng đồng, tức là cái nhóm cộng đồng em có để đường link ở phía bên dưới, anh chị có thể tham gia vào cái nhóm đó để mà em có thể hỗ trợ anh chị, cũng như là anh chị sẽ nhận được những cái chia sẻ của em về góc nhìn thị trường, cũng như là những mã cổ phiếu điểm mua điểm bán, hay là cái việc mà anh chị cơ cấu hoặc là giải ngân ở những mã cổ phiếu nào, em sẽ hỗ trợ anh chị trong cái nhóm đó. Thì anh chị không cần phải tốn phí khi mà tham gia vào nhóm đó, bởi vì đây là nhóm cộng đồng của em tạo ra để mà anh chị có thể tham gia vào miễn phí, và anh chị có thể giao lưu cùng với những cái nhà đầu tư ở bên trong cái nhóm đó anh chị. Đấy, trong đây thì đầu đầu tuần em đã có chia sẻ những cái điểm mua. Đấy, những cái điểm mua mới, những cái điểm mà anh chị trước đó anh chị vẫn còn đang nắm giữ tiền mặt. Đấy, anh chị có thể tham gia. Thì hầu như những cái mã mà đầu tuần, tức là trước khi bắt đầu vào phiên ngày hôm nay đó, thì em đã có chia sẻ. Thì hầu như là những cái mã này, thứ nhất là nó đang ở trong cái vùng tích lũy, tức là cái vùng cân bằng giữa lực cung và lực cầu. Thì khi mà lực cung và lực cầu nó cân bằng như vậy rồi thì tổ chức họ sẽ rất là dễ đánh lên, nên là những cái điểm mua như thế này rất là quan trọng anh chị. Đó, thì khi mà anh chị tham gia vào nhóm của em thì đó là quyền lợi của anh chị, và anh chị sẽ chẳng có mất một cái phí nào khi mà anh chị tham gia vào nhóm anh chị. Đấy, thì em chia sẻ cái nhóm của em cho anh chị thấy. Nếu anh chị muốn tham gia thì anh chị có thể nhấn vào cái đường link bên dưới để mà anh chị tham gia theo dõi cái nhóm cộng đồng của em nhé. Thì trước hết em sẽ đi vào cái nhóm ngành chứng khoán đi anh chị. Đấy, nhóm ngành chứng khoán, một cái nhóm ngành mà nói được được kể rất là nhiều. Thì trước đó anh chị để ý là đây, cái dòng dẫn nè, cái dòng đấy, nó kéo từ 1020 đến 1085 là do dòng dẫn chứng khoán anh chị, là do cái dòng chứng khoán nó dẫn thị trường. Đấy, nó tăng điểm, nó tăng trong nghi ngờ, nó tăng từ từ lên đến luôn ha, lên đến 1085 luôn anh chị. Thì khả năng cao sắp tới chứng khoán sẽ tiếp tục là dòng dẫn của thị trường anh chị. Đấy, trước hết mình sẽ đi sơ qua về một số mã cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán này anh chị. Đấy, thì hôm nay tiêu điểm tức là có BVS anh chị. Đấy, chứng khoán Bảo Việt tăng trần luôn anh chị, với một cái thanh khoản, với một cái khối lượng tuyệt đối đấy, gấp đôi trung bình 20 phiên luôn anh chị. Thì trước đó cổ phiếu này nè anh chị, đấy nó đã có một cái biên tích lũy khá là ổn luôn anh chị. Đấy, nó dao động trong một cái biên tích lũy tầm khoảng là nó dao động trong một cái biên tích lũy
đâu đó tầm khoảng 18.5 đấy đến đến cái vùng 20 20.3 anh chị đấy. Thì sau cái phiên tích lũy như thế thì nó đã có một phiên bùng nổ vol như ngày hôm nay đấy. Thì khi mà anh chị để ý á, anh chị để ý nha, thì khi mà trong cùng một nhóm ngành đấy có một mã cổ phiếu đó đã bùng nổ thoát khỏi cái vùng nền, thì khả năng cao thì những cái cổ phiếu trong cái nhóm ngành đó nó cũng sẽ có dấu hiệu, nó có cái sự mạnh nhà bứt phá ra khỏi cái nền giá luôn anh chị. Thì anh chị để ý những con như là con con SSI đi đấy. SSI cổ phiếu này nó cũng đang tích lũy anh chị đấy, cổ phiếu này sau một đà tăng thì nó lại tích lũy trở lại ha đấy. Thì anh chị để ý nè, cái phiên ngày hôm nay đấy nó đang gặp cái kháng cự trước đó đấy, trước đó cái phiên ngày 1 tháng 2 nè anh chị đấy, cái phiên đầu tháng 2 vừa rồi đấy, nó đã có một cái phiên giảm điểm mạnh với một cái biên độ giảm lớn anh chị. Thì khi mà nó chạm đến cái vùng này đấy, thì cái phiên ngày hôm qua đó, cái phiên đóng cửa gần nhất anh chị, cái phiên thứ sáu tuần qua đó đấy, nó chạm đến cái vùng này nhưng mà sang đầu tuần nó lại không có áp lực điều chỉnh anh chị, giống như là cái phiên lần này đấy, áp lực điều chỉnh với các khối lượng lớn, mà thay vào đó anh chị để ý nè đó. Mà anh chị để ý nè, cái phiên ngày hôm nay đấy, thay vì là nó bị chịu áp lực với khối lượng bán lớn khi mà nó cổ phiếu này nó gặp kháng cự anh chị, thì nó lại cho ra nó lại bứt phá, nó rách ra khỏi cái vùng kháng cự anh chị với một cái thanh khoản rất là lớn đấy, anh chị để ý đó. Thì khi mà nó bứt phá ra khỏi cái thanh bứt phá ra khỏi cái cản này với một cái thanh khoản rất là lớn như thế này đấy, đóng cửa cao nhất phiên luôn anh chị đấy, với mức điểm là gần 4% đấy. Anh chị nào cầm giữ cổ phiếu con SSI này thì vẫn tự tin nắm giữ anh chị, vì khả năng cao sắp tới anh chị, sắp tới cổ phiếu này đây chính là cái mồi đấy, đây chính là cái điểm điểm mồi để mà nhà đầu tư tổ chức họ đánh lên tiếp anh chị đấy. Khả năng cao những phiên sắp tới cổ phiếu SSI sẽ bứt phá ra khỏi cái vùng cản 23 anh chị. Cổ phiếu SSI sẽ có khả năng bứt phá ra khỏi vùng cản 23 này anh chị. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì sao em lại tự tin nói như vậy? Bởi vì anh chị để ý nè. Còn SBS đi. SBS. Đấy, thì trước đó nè, anh chị để ý, cổ phiếu này nó cũng đã có một phiên giao dịch với cái khối lượng cao hơn trung bình 20 phiên anh chị. Đấy. Đấy, thì đây chính là cái điểm mồi anh chị. Đấy, đây chính là cái điểm mồi để mà nhà đầu tư tổ chức họ có cơ sở họ đánh lên cao hơn ở những vị trí phía trên cao anh chị. Đấy. Thì nó đã có những cái pha tích lũy với một cái biên độ như thế này. Đấy. Và đây chính là cái điểm mồi để mà cổ phiếu này, để mà nhà đầu tư tổ chức họ có thể đánh lên cao ở những vị trí trên anh chị. Đó. Thì khi mà nó đánh lên được rồi thì nó sẽ chững lại đâu đó tầm vài phiên anh chị, để nhường sân, để chuyển dòng tiền, luân chuyển dòng tiền sang những mã cổ phiếu khác giống như là con SSI vừa rồi anh chị. Đấy, nó cũng đang có cái sự manh nha đi lên anh chị, nên là cái phiên ngày hôm nay nếu như mà anh chị không có tham gia kịp thì anh chị có thể tham gia ở những cái mã ở những ở cái phiên ngày hôm sau anh chị. Đấy, thì khi mà vào phiên thì anh chị có thể tham gia ngay luôn. Đấy, đối với cổ phiếu SSI thì đây chính là cái điểm mồi để mà cổ phiếu này có thể đánh lên cao anh chị. Cổ phiếu SHF nó cũng vậy, đây cũng chính là cái điểm mồi anh chị. Đấy, đây cũng chính là cái điểm mồi của cổ phiếu khi mà trước đó nè. Đấy, nó đã tích lũy, khi mà trước đó nó đã tích lũy trong một cái biên độ anh chị, thì đây chính là cái điểm mồi, đây chính là cái điểm mồi của cổ phiếu. Đấy, nó tích lũy trong một cái biên độ đấy, và đây chính là cái điểm mồi của cổ phiếu khi khi mà nó tăng với một cái khối lượng cao trên trung bình đấy, và nó tăng với một cái biên độ cao nhất trong phiên đấy.
nó đóng cửa với một cái mức điểm cao nhất trong phiên anh chị. Đấy, nó tăng với cái một biên độ rất là mạnh anh chị, cho thấy ý chí của dòng tiền đang vào ở những mã cổ phiếu như thế này. Đấy, những mã cổ phiếu như SS SHS nè, SSI nè là em đã có view cho anh chị trong nhóm cộng đồng của em. Đấy, những điểm mua cũng như là cái việc mà anh chị cắt lỗ như thế nào. Đấy, thì nếu như nó không đi theo đúng thì nhận định của mình thì anh chị có thể cắt lỗ. Nhưng mà đây chính là những cái điểm mấu chốt để mà cổ phiếu này có thể đánh lên cao anh chị. Đó. Thì cổ phiếu này, cổ phiếu SHS em đã có view với anh chị trong nhóm của em. Đấy, SHS nè, anh chị có thể tham gia ở vùng giá 10 cho đến vùng giá 10.5 anh chị. Thì bây giờ nếu như anh chị tham gia ở vùng giá như thế này, đấy, thì anh chị cũng đã có khoản lãi đâu đó là tầm 5% rồi anh chị, hơn 5% rồi anh chị. Đấy. Đây cũng chỉ là một cái điểm mồi thôi để mà anh chị tham gia cổ phiếu ha. Đấy. Thì nếu như anh chị không có tham gia kịp ở cái phiên hôm qua, ở cái phiên hôm nay ha, cái phiên hôm nay anh chị, thì anh chị có thể tham gia vào cái phiên ngày mai, bởi vì em chắc chắn đây chính là cái điểm mồi của mã cổ phiếu SHS. Khi mà nó muốn tăng lên thì trước hết là nó phải test coi cái lượng cung ở cái vùng này nó như thế nào, để mà sau đó là nhà đầu tư tổ chức họ đánh lên anh chị. Đấy, thì cũng giống như cái phiên này nè. Đấy, nó tăng lên anh chị, nhưng mà nó lại có sự chững lại. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây, ở cái vùng giá này, đấy, nó gặp áp lực bán ra anh chị. Đấy, áp lực cung với anh chị. Đấy, thì cái đoạn này nè anh chị, cái đoạn này, đấy, cổ phiếu nó tăng lên. Đấy, nó thì nhà đầu tư tổ chức họ muốn đánh lên cao á, thì họ phải test coi ở đây nó có cái lực cung. Đấy, họ phải test cung coi là có coi còn cái hàng nào đã đeo bám theo hay không, hay là còn cái hàng nào mà nó muốn bán ra hay không, để mình để nhà đầu tư để nhà đầu tư tổ chức ấy, họ có thể gom gom lại những cái hàng thừa, mà những cái hàng mà nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta đây đấy, họ chốt lãi anh chị. Đấy, thì khi mà họ test cung như vậy á, thì họ sẽ gom được thêm một lượng hàng nữa để mà họ có thể đánh lên cao hơn anh chị. Nên là sắp tới là có thể sẽ có áp lực chốt lời ở đây, nhưng mà khả năng cao vẫn là nó sẽ đánh lên anh chị. Đấy, thì SHS là em đã view cho anh chị trong nhóm của em tham gia ở những vùng như thế này rồi, anh chị vẫn cứ tiếp tục cầm giữ anh chị. Đấy, đấy chính là cái lợi của những cái thành viên trong nhóm của em. Đấy, khi mà tham gia vào nhóm của em thì em luôn được thì những thành viên trong nhóm, những các anh chị trong nhóm luôn được em hỗ trợ tận tình. Đấy, những cái điểm mua cũng như là những cái kiến thức mà em chia sẻ về cái điểm bán cổ phiếu, hay là những cái góc nhìn của em. Đấy, thì trong phiên em luôn cập nhật cho anh chị những cái điểm mua, điểm bán. Đấy, những cái mã cổ phiếu nào đang có tín hiệu vào thì em luôn cập nhật với anh chị. Đó. Thì sơ qua về dòng cổ phiếu chứng khoán anh chị. Đấy, thì còn một vài mã nữa, nhưng mà em sẽ dành để mà em chia sẻ trong nhóm cộng đồng. Nếu như anh chị cảm thấy thích thú, cảm thấy hào hứng khi mà nghe những chia sẻ của em, thì anh chị có thể tham gia vào cái nhóm cộng đồng bên dưới. Thì để tránh bị lan man anh chị, nên là em sẽ đơn giản hóa cái video của em thôi. Đấy, thì bây giờ em sẽ đi qua cái nhóm ngành bất động sản đi anh chị. Đấy, nhóm ngành bất động sản thì hôm nay đấy, tiêu điểm vẫn là con DTD anh chị. Đấy, con DTD đấy, nó lại tăng trần. Nó tăng trần sau khi mà nó tích lũy trong một cái biên độ như thế này. Đấy, em có kẻ ra cái biên độ như thế này. Đấy, và những phiên trở lại đây đã cho thấy dòng ý chí của dòng tiền đi vào để đẩy giá cổ phiếu đi lên anh chị. Đấy, khối lượng tăng dần nè. Đấy, khối lượng tăng dần nè anh chị. Và là đối với cổ phiếu DTD này thì em không khuyến nghị anh chị tham gia nha anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì nó tăng mạnh như thế này rồi thì mà còn tham gia được cái gì nữa, đúng không anh chị? Thì nếu như anh chị mà muốn tham gia thì anh chị hãy chờ đợi. Chờ đợi ở đây là chờ đợi đến khi nào?
đi chờ đợi, phải coi coi là cổ phiếu này sắp tới nó có điều chỉnh cái nhịp sắp tới nó có điều chỉnh cái nhịp hai hay không. Đấy, nó tăng lên một đoạn như thế này rồi thì sắp tới liệu nó có điều chỉnh hay không, và điều chỉnh thì cái khối lượng của nó phải như thế nào. Đấy, khối lượng của nó phải thấp hơn trung bình 20 phiên hoặc là đâu đó xấp xỉ trung bình 20 phiên thôi anh chị, thì lúc đó anh chị tham gia anh chị sẽ yên tâm hơn khi mà nắm giữ cái mã cổ phiếu này. Đấy, DTD nó đã tăng như thế này rồi thì làm gì mà còn điểm vào nữa, đúng không anh chị? Chỉ có thể chờ nó điều chỉnh và đánh thêm một cái nhịp sóng đi lên nữa thôi. Đấy, thì đó là con cổ phiếu DTD anh chị. Đấy, TCD đi, hôm nay nó cũng tăng chậm, khối lượng vào rất là mạnh anh chị. Thì trước đó này, cái khối lượng này nó tích lũy này với một cái biên độ hẹp cùng với cái khối lượng thấp anh chị, thì hôm nay cái việc mà nó đánh lên như thế này thì là hết sức bình thường anh chị. Đấy, nhưng mà em đánh giá không tốt đối với cái con TCD này, bởi vì sao? Bởi vì nó đang nằm trong một cái nó vẫn đang trong một cái xu hướng, nó đang vẫn đang trong một cái nền tích lũy đấy hướng xuống anh chị. Đấy, em có kẻ cái cản chéo của nó nè, vì khi khi mà cổ phiếu mà nó chạm đến cái cản này khả năng cao nó sẽ lại gặp những cái áp lực bán, cũng bình thường thôi anh chị. Nhưng mà nếu cổ phiếu này ý chí dòng tiền nó mạnh mẽ anh chị, nếu mà ý chí dòng tiền nó mạnh mẽ thì khả năng cao nó sẽ bứt phá ra khỏi cái nó sẽ bứt phá ra khỏi cái cản chéo này anh chị. Đấy, thì lúc đó anh chị có thể tham gia ở cái mã cổ phiếu TCD này, bởi vì dòng tiền lúc này nó rất là mạnh mẽ anh chị. Đấy, còn nếu như mà sắp tới nó chạm tới cái cản này mà nó bật ngược về thì anh chị mà có hàng ở quanh cái vùng nền như thế này thì anh chị nên thoát bớt đi anh chị, bởi vì khả năng cao nó sẽ quay trở lại tiếp những cái vùng nền bên dưới đây, hoặc là những cái vùng nền bên dưới, hoặc là cái vùng dẫn nền bên dưới hơn nữa anh chị. Đấy, thì đó là cổ phiếu TDC. Đấy, và đi qua con NHA đi anh chị. Đấy, con này thì em cũng đã có chia sẻ, em cũng đã có khuyến nghị trong nhóm Zalo của em anh chị. Đấy, NHA. Đấy, những mã mà em khuyến nghị trong nhóm của em hầu như là nó đều tăng anh chị, không tăng xanh thì cũng tăng tím anh chị. Đấy, thì khi mà đó ý chí dòng tiền thì mình đi vào phân tích con này anh chị. Đấy, trước đó nó còn một cái đoạn mà nó tích lũy như thế này, nhưng mà anh chị để ý nè, đấy nó tích lũy với một cái hướng đi lên, đấy đi lên rất là đẹp anh chị. Đấy, nó không có gặp cái sự cản trở nào hết cả. Đấy, nó đi lên rất là tôn trọng cái đường MA20 này, MA20 ngày này anh chị. Đấy, cái này gọi là cái mô hình mà VCB anh chị. Đấy, mô hình VCB, mô hình giá VCB. Đấy, tích lũy với biên độ hẹp dần anh chị, và sau khi mà nó hoàn thành cái mô hình và sau khi nó hoàn thành cái mẫu hình này đó thì nó đã có những pha bứt phá ra. Đấy, với một cái thanh khoản rất là lớn anh chị, để ý ngày 24 27 tháng 4 này anh chị. Đấy, nó bứt phá ra với một cái thanh khoản rất là lớn, và sau đó là nó lại gặp cái sự chững lại. Bởi vì sao? Bởi vì cái tính chất của thị trường chung lúc đấy, tính chất của thị trường chung lúc đấy vẫn chưa có khả quan hơn anh chị, nên là nó có những sự chững lại. Và sau cái phiên đó, đấy nó đã có những đó nó đã có phiên xác nhận dòng tiền vào tiếp anh chị. Đấy, ý chí dòng tiền đi vào, đấy dòng tiền nó cứ tăng mạnh như thế này thì anh chị đánh, thì anh chị khi mà anh chị tham gia anh chị chẳng có gì phải sợ hết cả anh chị. Đấy, nhà đầu tư tổ chức họ đã báo kê anh chị ở những cái vùng giá như thế này rồi, thì anh chị việc của anh chị là anh chị hãy cứ mạnh dạn anh chị tham gia thôi. Đấy, thì khi mà anh chị tham gia ở những vùng này, nhà đầu tư tổ chức thì anh chị phải hiểu là cái tư duy của nhà đầu tư tổ chức anh chị. Đấy, họ đã đánh lên đến những cái vùng giá như vậy rồi thì liệu họ có muốn đạp cổ phiếu xuống hay không. Họ đã bỏ ra một cái số tiền lớn như thế này rồi thì liệu họ có muốn đạp cái cổ phiếu nó đi xuống ở cái vùng nền ở bên dưới này hay không anh chị. Đấy, mình bỏ tiền ra để mình kéo cổ phiếu lên cao, mình bỏ tiền, mình bỏ công sức, bỏ thời gian ra để cố gắng mình kéo cái cổ phiếu lên cao, thì tại sao ở những cái vùng giá như thế này họ lại muốn
kéo cổ phiếu đi xuống. Cái phiên ngày hôm nay xác nhận dòng tiền của tổ chức tham gia anh chị. Đấy, thì tại sao họ lại muốn đạp cổ phiếu trở lại đúng không chị? Đấy, thì phiên ngày hôm nay xác nhận dòng tiền tổ chức tham gia thì khả năng cao cái vùng cản này nó cũng chẳng thành là vấn đề gì anh chị. Đấy, tại sao em lại nói là nó lại chẳng thành vấn đề vì chẳng thành vấn đề gì hơn chị? Bởi vì khi mà dòng tiền nó đã có ý chí của dòng tiền của tổ chức đi vào thì khi mà họ muốn đánh lên rất là dễ mà bứt phá ra khỏi cái cản này anh chị. Đấy, cái cản này nó cũng chỉ là tạm thời thôi anh chị. Đấy, NHA nó là như thế. Cái con DBG nó cũng có vận động đấy. DBG nó cũng có vận động giống như con NHA luôn anh chị. Nhưng mà em đánh giá cái phiên này con NHA nó lại chạy trước con DBG anh chị. Đấy, DBG thì nó vẫn chưa có dòng tiền của tổ chức tham gia vào. Thì NHA nó đã trên trên cơ của hàng DBG này, bởi vì khi khi mà nó vẫn còn đang tích lũy, DBG nó vẫn còn đang tích lũy thì NHA nó đã thoát khỏi cái sự chững lại này rồi ha anh chị. Đấy, thì nếu như mà sắp tới dòng tiền có vào thì nó cũng sẽ chuyển, nó cũng sẽ vận động giống như con NHA thôi anh chị. Đấy, thì nó cũng là yếu tố ngành anh chị, bởi vì con Đạt Phương này nó cũng là nhóm ngành của chứng khoán, nhóm ngành của bất động sản, cũng là của bất động sản thôi anh chị. Đấy, thì yếu tố đấy thì khi mà cái vận động của nó giống nhau như thế này thì anh chị có thể dự đoán trước được tương lai của mã cổ phiếu này anh chị. Bởi vì sao? Vì khi vận động nó giống nhau thì khả năng cao là con này nó đã chạy rồi, thì con DBG thì con NHA nó đã chạy rồi thì con DBG này nó cũng sẽ chạy theo anh chị. Đấy. Động sản. Thì đó là về con DBG anh chị. Đấy, DBG. Thì có anh chị hỏi em là con Đích anh chị, con DIG. Đấy, DIG thì liệu đây có phải là cái vùng vùng mà nó cổ phiếu này nó bị phân hóa ra không em? Đấy. Liệu có còn nắm giữ được cái cổ phiếu này hay không em? Đấy, con DIG liệu còn nắm giữ được hay không em? Đấy, bởi vì sao? Bởi vì sao lại có những câu hỏi như thế đúng không anh chị? Bởi vì cái anh đó anh cũng thấy được là cái vùng này nó cũng đang là cái vùng cản của cổ phiếu DIG rồi. Nhưng mà anh chị hãy để ý giúp em. Tổ chức họ đã đánh lên từ cái vùng giá ở bên dưới như thế này rồi. Thì khi mà cổ phiếu nó tích lũy lại với một cái biên độ hẹp và cái thời gian tích lũy nó không có dài. Thì khi mà họ đánh lên như thế này đấy, dòng tiền vào đấy, nó có sự ủng hộ của dòng tiền anh chị. Đấy, dòng tiền tăng mạnh nè. Đấy, thì phiên ngày hôm nay nó cũng chỉ là những cái phiên chốt lời bình thường thôi. Đấy, cũng là cái phiên test cung trước khi dòng tiền lớn họ muốn kéo cổ phiếu này đi lên anh chị. Thì thường á là những cái trường hợp test cung như thế này nó sẽ diễn ra ở những cái vùng đỉnh anh chị. Đấy. Những cái vùng đỉnh như thế này test cung, tại vì sao? Đấy, thứ nhất là nếu như mà cổ phiếu này đi về cái cản cũ của nó sẽ gặp hai hai loại nhà đầu tư trong cái trường hợp này anh chị. Thứ nhất, nhà đầu tư thứ nhất á là chốt lời, nhà đầu tư chốt lời anh chị. Thì tức là sao? Tức là họ đã có những cái khoản lãi từ, ví dụ đi, từ những cái vùng giá ở dưới bên này, thì khi mà đi lên tới bên này nó gặp cản thì theo cái quán tính hành động bình thường họ sẽ chốt lời. Đấy, bởi vì họ đã nhận được một cái khoản lãi tương ứng rồi. Đấy, một cái đoạn mà nó tăng như thế này. Đấy. Nó cũng tăng được hơn 75% anh chị. Đấy, thì khi này họ chốt lời là một chuyện hết sức bình thường anh chị. Còn cái loại nhà đầu tư thứ hai, đấy, thì cái nhà đầu tư thứ hai á, cái trường hợp của nhà đầu tư thứ hai tức là họ đang lỗ anh chị, họ đang kẹp hàng, họ đang lỗ ở những cái vùng giá như thế này. Đấy, thì khi mà cổ phiếu nó đi lên tới như này, thì ví dụ đi, nó họ họ cầm cổ phiếu ở những vùng giá như thế này, thì khi mà cổ phiếu nó đi lên, nó gặp lại cái vùng giá này, họ đã nắm giữ một khoảng thời gian khá là lâu rồi, họ không còn kiên nhẫn được nữa, thì đây chính là những cái khoản, thì đây chính là cái trường hợp mà họ bán cổ phiếu ra anh chị. Đấy, khi mà cổ phiếu chạm cản.
Thì đối với trường hợp này anh chị phải xử lý như thế nào anh chị? Đấy, anh chị có bán không? Tại sao mình phải bán đúng không anh chị? Đấy, tại sao mình phải bán ở những vùng giá như thế này? Đấy, bởi vì đấy thì đó đấy, tại sao mình phải bán ở những vùng giá như thế này? Vì khi mà anh chị đã có vị thế tốt ở cái vùng nền như thế này, thì trước đó là em cũng đã nhắc cái con DG này rất là nhiều lần rồi. Khi mà anh chị tham gia ở những vị thế tốt như thế này, khi mà cổ phiếu nó đánh lên đấy, nó sẽ gặp những cái áp lực điều chỉnh bình thường thôi anh chị ha. Nó sẽ gặp những cái áp lực điều chỉnh bình thường. Và việc việc anh chị cần phải làm á, tức là anh chị cứ nắm giữ nó thôi. Bởi vì anh chị đã có những cái vị thế tốt như thế này rồi, thì việc mà cổ phiếu nó điều chỉnh vài phần trăm thôi cũng không thành là vấn đề đối với anh chị ha. Đấy, thì đó là về cổ phiếu DIG. Đấy, thì em cái view của em đó, em vẫn cứ tiếp tục nắm giữ DIG này thôi. Đấy, còn nếu như mà nó sắp tới đó, nó bước ra khỏi cái cản này đó, anh chị cứ tiếp tục gia tăng mạnh giúp em nha. Anh chị cứ tiếp tục gia tăng mạnh. Đấy, cổ phiếu này đang có tiềm năng đấy anh chị. Con này đang được coi là cổ phiếu dẫn đầu nhóm ngành bất động sản anh chị, khi mà nó đang tăng trong một cái biên độ, nó đang có cái xu hướng tăng đấy, nó đang có cái xu hướng tăng rất là đẹp anh chị. Những cái phiên mà nó điều chỉnh lại chính là những cái phiên chỉnh lại để mà nhà đầu tư tổ chức họ tiếp tục gom hàng thôi anh chị. Đó, đối với cổ phiếu này thì cứ tiếp tục nắm giữ giúp em. Đấy, thì đấy là sơ qua về cái cổ phiếu của nhóm bất động sản đi. Thì qua khu công nghiệp thì có như là có con KBC đi anh chị. Đấy, KBC thì cổ phiếu này em cũng đã có khuyến nghị với anh chị trong cái nhóm khách hàng của em, thì nó cũng đang vận động trong một cái biên thì nó cũng đang vận động trong một cái biên sideways anh chị. Khi mà tổ chức họ đã quan sát được cái mã cổ phiếu này á, khi mà về vùng giá 21 họ sẽ bắt đầu gom lại anh chị. Bằng chứng cho thấy là khi mà cổ phiếu này rơi về vùng giá 21 đã có những cái lực cầu đi vào đấy, đẩy giá cổ phiếu đi lên. Và khi mà nó chạm về đến vùng giá 27 thì họ sẽ bán ra, tức là họ đang gom gom cổ phiếu này trong một cái biên độ là từ vùng giá 21 đến vùng giá 27. Thị trường thì mã cổ phiếu này vẫn đang tiếp tục trong một cái xu hướng đi ngang anh chị. Thì mã cổ phiếu này đang đang gặp cản quanh vùng giá 27. Thì cái vùng giá này là khi mà đánh lên á, thì tổ chức họ sẽ tiếp tục đánh xuống để mà họ tiếp tục gom hàng. Đấy, thì mã cổ phiếu này nó vẫn chưa có cái tín hiệu dòng tiền vào quyết liệt anh chị, nên là anh chị cứ tiếp tục nắm giữ. Nếu như mà có biến ở những cái vùng giá như thế này, khi mà cổ phiếu chạm đến nó không thể nào mà bứt phá ra được, anh chị cứ thoát hàng thôi. Mình phải chấp nhận mình sai để mà khi mà mình đúng thì mình sẽ ăn được nhiều hơn anh chị. Đấy, đấy là con KBC. Thì con tiếp theo là con SJC đi, SJC khu công nghiệp. SJC anh chị để ý ha, SJC này em rất là tâm đắc với nó luôn. Cái phiên ngày hôm nay nó tăng đâu đó là hơn 4,5%, 4,6% anh chị. Đấy, cổ phiếu SJC này nó cũng giống như là những cái con mà SSI, SSI, SHS vừa rồi em có phân tích đó anh chị. Thì đây cũng chính là cái điểm mồi của mã cổ phiếu này anh chị. Đấy, nó đã thỏa cái điều kiện rồi. Đấy, nó tăng nhưng mà không có áp lực điều chỉnh đẩy cái giá đi xuống. Nó tăng với một cái biên độ lớn, và cái đóng cửa của nó lại là đóng cửa cao nhất phiên anh chị. Đấy, nó tăng với một cái khối lượng cao hơn trung bình 20 phiên ngày. Đấy, đây cũng chính là cái điểm mồi. Khi mà nhà đầu tư tổ chức họ muốn đánh lên thì họ sẽ tìm đến những cái mã cổ phiếu như thế này anh chị. Đấy, cái phiên ngày hôm nay nó đã bứt phá ra khỏi cái cản vùng giá quanh 34 anh chị. Đấy, anh chị để ý nè, cái phiên ngày hôm nay đấy, nó đã bứt phá ra khỏi
cái cản này anh chị, đấy, cái cản trước đó của mã cổ phiếu này anh chị đấy. Thì cái mã cổ phiếu này em cũng đã có chia sẻ với các anh chị trong nhóm của em đấy. Còn SSC nè, anh chị tham gia giúp em vào vùng giá 32 đến vùng giá 33 đấy. Thì khi mà anh chị tham gia ở những vùng giá như thế thì anh chị cũng đã có một cái khoản lãi đâu đó là hơn 4% anh chị đấy, sắp xỉ 4% anh chị đấy. Vùng giá 32 này đến vùng giá 33 thì anh chị cũng đã có một cái khoản lãi đâu đó sắp xỉ 4%. Thì còn gì tuyệt vời không bằng khi mà vừa mua cổ phiếu thì nó đã tăng như thế này đâu, đúng không anh chị đấy. Nó lại tăng vượt cản luôn đấy đó, đúng không anh chị. Lại cái vùng này, cái phiên ngày hôm nay nó lại là xác nhận của một cái điểm mồi để mà nhà đầu tư tổ chức họ muốn đánh lên ở những cái phiên ở những cái phiên sắp tới anh chị đấy. Tín hiệu dòng tiền vào nè anh chị, thì phiên ngày hôm sau á, nếu như dòng tiền quyết liệt hơn nữa thì khả năng cao là nó sẽ có thể là tăng đến 5-6%, có thể là tăng trần luôn anh chị đấy. Đối với mã cổ phiếu SJC là như thế. Anh chị nào mà hôm nay theo em vào cái mã SJC này thì cũng đã có một khoản lãi, một cái khoản lãi mà thích ứng với anh chị rồi anh chị đấy. Thì đó là về mã cổ phiếu SJC đấy. Thêm một mã của nhóm khu công nghiệp anh chị, để xem khu công nghiệp à. Khu công nghiệp thì có chip đi đấy. Con chip mặc dù hôm nay là nó giảm điểm đi anh chị, nhưng mà em vẫn đánh giá nó rất là cao anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì trước đó nè bởi vì trước đó nó đã có một cái pha tích lũy khá là dài đấy, biên độ cạn dần, và những phiên gần đây nó xuất hiện dòng tiền vào đấy, dòng tiền tăng mạnh anh chị đấy. Ý chí dòng tiền đấy, ý chí của nhà đầu tư tổ chức họ muốn đánh lên anh chị đấy. Những cái phiên mà bùng nổ thành khoản như thế này cao gấp 3 lần trung bình 20 phiên luôn anh chị đấy. Và sau khi mà nó bứt phá ra khỏi cái nền giá đó với một cái khối lượng lớn như thế này thì nó đang tích lũy lại. Nhưng mà anh chị để ý nha, nó đang tích lũy lại với một cái xu hướng đi lên anh chị đấy. Nó tích lũy trong một cái hướng đi lên, và nó tích lũy rất là tôn trọng cái đường MA 20 ngày anh chị. Và điểm tích cực của mã cổ phiếu này á, là nó đã bứt phá, nó đã có cái sự giao cắt vàng anh chị. Giao cắt vàng ở đây tức là em gọi là cái sự giao cắt giữa cái đường MA nhỏ với cái đường MA lớn. Thì cái đường MA nhỏ tức là đường MA 20 ngày đấy, và cái đường MA lớn tức là đường MA 200 ngày này anh chị, nó là có sự giao cắt như thế này rồi. Thì việc mà anh chị tham gia ở những cái phiên mà nó giao cắt như thế này á, anh chị sẽ có khả năng cái mã cổ phiếu này nó sẽ tiếp tục nó giữ cái xu hướng tăng anh chị đấy. Mặc dù là phiên ngày hôm nay nó giảm điểm đi anh chị, nhưng mà sắp tới á, khả năng cao á, khi mà dòng tiền lớn họ muốn đánh vào á, là đánh vào rất là dễ dàng anh chị đấy. Anh chị để ý nè đấy, nó đang tích lũy hướng lên nè anh chị. Nó còn tích cực hơn cả cái việc mà tích lũy trong một cái biên độ hẹp dần đó anh chị. Đấy. Tích lũy. Nhưng mà khối lượng. Đấy. Tích lũy với một cái khối lượng nè. Khối lượng thấp nè anh chị. Đấy. Tích lũy với cái khối lượng thấp. Tích lũy với khối lượng thấp thì khả năng khi mà nhà đầu tư tổ chức họ đánh lên á, thì họ sẽ đánh lên rất là dễ dàng anh chị. Đấy. Thì đấy là sơ qua về cái buổi nhận định chia sẻ của em về thị trường cũng như là những mã cổ phiếu tiềm năng sắp tới. Anh chị theo dõi, nếu như anh chị cảm thấy hay thì anh chị có thể nhấn giúp em một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh. Thì việc này cũng sẽ chẳng có làm anh chị mất mát gì cả đâu, nhưng mà nó sẽ lại là một cái nguồn động lực của em để mà em có thể ra tiếp những cái video trong cái thời gian sắp tới. Và cảm ơn anh chị đã theo dõi video cho đến giây phút cuối cùng ngày hôm nay. Đấy.
Thì bên dưới là cái đường link tham gia vào nhóm cộng đồng. Nếu mà anh chị cảm thấy hay, anh chị cảm thấy yêu thích video của em, anh chị yêu thích cái cách chia sẻ của em, thì anh chị có thể tham gia vào nhóm Zalo. Thì trong đó em sẽ hỗ trợ anh chị tận tình, tư vấn giúp anh chị những cái điểm mua, cũng như là cái cách cơ cấu những mã cổ phiếu, giải ngân như thế nào sao cho nó hợp lý. Thì em xin kết thúc video ngày hôm nay nhé. Chúc anh chị có một buổi tối an lành.